Gần đây bộ phim Godzilla vs. Kong nổi như cồn trên mạng. Mình đã xem rất nhiều clip cắt xén như thế. Nhiều người vẫn không biết. Cuối cùng thì anh em đó con nào đã thắng. Tập này mình sẽ kể cho mọi người bản Godzilla vs. Kong hoàn chỉnh. Buổi sáng nắng vàng rực rỡ, King Kong từ từ thức dậy trên đảo Đầu Lâu. Còn không quên tắm mát trong cánh rừng. Một cô bé dân tộc trên đảo Đầu Lâu tên Gia bỗng nhiên xuất hiện. Cô bé không biết nói chuyện, chỉ có thể ôm con búp bê nhỏ của King Kong bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với King Kong. King Kong sau khi nhìn thấy Gia dường như nghĩ về một cái gì đó, đã tiện tay nhổ một cái cây lên rồi ném nó hướng lên bầu trời. Thân cây khô lao vút lên không trung, bỗng nhiên cắm phập vào giữa bầu trời. Hóa ra đó không phải là không trung mà đó chỉ là một màn hình vòm lớn. Ở bên ngoài vòm mưa rông chớp giật, hóa ra tổ chức Monarch chịu trách nhiệm nghiên cứu các sinh vật huyền bí đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của. Nhân viên điều khiển đảo Đầu Lâu đã hoàn toàn giam cầm King Kong ở bên trong đó. Nghiên cứu về quái vật tai từng không chỉ có tổ chức Monarch mà còn có tổ chức A. Bên ngoài tổ chức A đang thu thập những tin tức về con mãnh thú khổng lồ. Nhưng thực chất đằng sau lại có một kế hoạch khủng khiếp đã vạch sẵn từ lâu. Anh nhân viên da đen kia vì không thể cứ tiếp tục đứng nhìn, nên quyết định ăn cắp những tài liệu bí mật của tổ chức A, công bố cho thế giới biết. Nhưng thật không may, nền đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội, phút chốc rơi vào biển lửa. Trong đống đổ nát, anh da đen nhìn thấy vua của các loài quái vật Godzilla. Chỉ thấy con quái vật này hình như đang chịu sự đả kích gì đó, điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh. Tất cả những nơi nó đến đều trở nên tan nát. Ở trên TV, tin tức về Godzilla đã khiến cho cô học sinh cấp 3 Madison Russell cảm thấy rất bất an. Cha của Madison chính là Dr. Mark Russell, người phụ trách trong tổ chức Monarch. Người cha làm công việc nghiên cứu quái thú, ngày ngày mắt thấy tai nghe, vô cùng nắm rõ về Godzilla. Cô bé nghi ngờ đằng sau việc Godzilla tàn phá này nhất định có bàn tay âm mưu của con người. Tại một khu vực trong trạm nghiên cứu của tổ chức Monarch, nhà khoa học Pico vừa hoàn thành một nghiên cứu của riêng mình về lý thuyết độ rỗng của trái đất. Thuyết cho rằng kết cấu bên trong trái đất là một cấu trúc rỗng, ở trong có một trọng lực bất thường. Quái vật tai từng S có thể đang sinh sống trong khoảng không gian đó. Lúc đó bất ngờ có hai người bí ẩn đến thăm. Bọn họ là lãnh đạo của tổ chức A và nhà khoa học Sonoji. Vị lãnh đạo có vẻ rất xem trọng lý thuyết độ rỗng trái đất của Pico, còn muốn tài trợ cho anh, có thể thực tế đi sâu vào lòng đất để nghiên cứu. Nhưng muốn vào lòng đất phải có sự giúp đỡ của quái vật tai từng S, King Kong. Pico có vẻ mơ hồ. Nhà khoa học Sonoji giải thích rằng King Kong chính là một trong những tộc tai từng cổ đại. Từ sớm chúng đã biết cách đi lại giữa lòng trái đất và mặt đất. Dựa vào bản năng của King Kong, loài người mới có thể dễ dàng từ vỏ ngoài đi vào không gian rỗng bên trong lòng đất, giống như những con chim có thể bay về chiếc tổ của mình từ ngàn dặm xa xôi. Vì vậy, họ có kế hoạch mở lỗ thông xuống lòng đất từ Nam Cực, rồi dựa vào bản năng đi qua hang động của King Kong. Con người chỉ cần đi theo sát King Kong sẽ có thể tiếp cận không gian rỗng trong lòng đất. Để chứng minh lý thuyết của mình, Pico đồng ý tham gia vào kế hoạch của tổ chức A. Cùng lúc đó, cô học sinh cấp 3 Madison qua mạng đã liên lạc với anh da đen trước đó đã đánh cắp dữ liệu của tổ chức A. Hai người họ đều nghi ngờ về lý do phá hoại của Godzilla trước đó. Thế là cả hai đã đi đến thống nhất, cùng bắt tay điều tra kế hoạch bí mật của tổ chức A. Pico đã đến được đảo Đầu Lâu. Ở trong phòng nghiên cứu, anh đã gặp lại cô bạn cũ Dr. Eileen Andrews. Pico đã đem kế hoạch dẫn dụ King Kong về lòng đất. Dr. Eileen Andrews tuy rằng không mấy tán thành việc loại người tiếp tục lợi dụng King Kong, nhưng nếu một khi lý luận của Pico được chứng thực, thì những chú King Kong có thể trở lại quần thể của mình, nhất định sẽ tốt hơn tình hình hiện tại. Thế là Dr. Eileen Andrews đã thống nhất kế hoạch ấy. Nhưng cô yêu cầu phải có Gia đi cùng, bởi vì Gia là nhịp cầu duy nhất có thể giao tiếp giữa con người với King Kong. Trên biển Thái Bình Dương, King Kong đang được một hạm đội tàu sân bay chịu trách nhiệm vận chuyển đi về hướng Nam Cực. Theo sau còn có con gái của một thủ lĩnh của tổ chức A, Madison Russell, đi theo để giám sát công việc. Dưới đáy đại dương, Godzilla nhận thức được sự tồn tại của King Kong, nhanh chóng di chuyển đến vùng phụ cận của hạm đội tàu sân bay. Nó không chần chừ một giây phút nào, cứ thế lao thẳng về hướng King Kong bắt đầu một cuộc tấn công dữ dội. King Kong cũng cảm nhận được nguy cơ đang ập đến, trực tiếp giật đứt chiếc xích sắt đang trói trên cổ mình lao vào ứng chiến với Godzilla. Nhưng ở trên mặt biển, King Kong hoàn toàn không phải là đối thủ của Godzilla. Godzilla có thể di chuyển nhanh trong môi trường xung quanh là nước, còn King Kong thì đi trên lớp băng mỏng. Godzilla chiến đấu với King Kong nhưng lại không hề dồn nó vào chỗ chết, chỉ ung dung rời đi với niềm tự hào chiến thắng, để lại King Kong bại trận đang đau đớn khóc lóc. Khi cô phát hiện ra chỉ cần King Kong muốn chuyển động trên mặt biển, Godzilla lập tức sẽ phát hiện ra King Kong. Thế là thay đổi kế hoạch, nếu biển cả chính là địa bàn của Godzilla, thế thì chi bằng vận chuyển King Kong trên không trung. Nhờ vào sự phối hợp của đội ngũ vận chuyển, bọn họ thông qua đường hàng không đã thành công đưa King Kong đến Nam Cực, đến được cửa vào thông xuống lòng đất. Dr. Eileen Andrews đem kế hoạch muốn cho King Kong được trở về bầy đàn, nói cho Gia biết. Sau đó thông qua Gia dùng ngôn ngữ tay nói cho King Kong biết, nói với King Kong rằng trong không gian dưới lòng đất gia tộc King Kong đang đợi nó trở về. King Kong dựa vào bản năng tai từng S có thể đi vào lòng đất, đoàn thám hiểm của con người đi sát theo phía sau nó. Sau đó, thông qua một đường hầm phức tạp, King Kong đã thành công đưa nhóm người đến được không gian rỗng bên trong lòng đất. Lực hấp dẫn của không gian mới này rất mạnh, dẫn đến địa hình và hệ sinh thái hoàn toàn khác với bề mặt trái đất, đến những sinh vật ở đây vượt xa so với tưởng tượng của con người. Tàu sân bay thám hiểm của con người đã thu hút sự chú ý của những sinh vật dưới lòng đất.
một sinh vật khổng lồ hình rắn lập tức bay thẳng về phía nhóm người. Tàu sân bay thám hiểm phát hiện có tấn công, vì có sự tồn tại của King Kong, đã kịp thời tóm được sinh vật hình rắn ấy và đẩy lùi được nó. Mọi người tiếp tục tiến đến môi trường sống của tổ tiên King Kong. Môi trường sống của gia tộc King Kong chính là một cái hang khổng lồ. Cửa vào có một dấu bàn tay màu đỏ, kích thước bằng lòng bàn tay của King Kong đẩy được cánh cửa động ra. Đã nhìn thấy toàn cảnh đền thờ của tộc King Kong, trên nền đất vương vãi xương trắng và chiếc rìu chiến đấu quyền năng, để ca ngợi về những chiến tích anh hùng của tổ tiên ngày trước. Chính giữa là ngai vàng của King Kong, tượng trưng cho vinh quang trước đây của gia tộc. King Kong ngồi trên ngai vàng của mình, ngai vàng trong tích tắc dường như tỏa ra một tia sáng xanh, một năng lượng thần kỳ nào đó tập trung dòng chảy trong hang động. Phía bên kia, Madison và anh chàng da đen kia cùng tiến vào căn cứ tại Hồng Kông của tổ chức A. Ở đây cuối cùng bọn họ đã nhìn rõ được âm mưu khủng khiếp của tổ chức A. Chỉ thấy một Godzilla xuất hiện trong lòng cứ địa, được kết cấu bằng máy móc hoàn toàn tự động. Cỗ máy Godzilla này do con người điều khiển. Bệ điều khiển là do phần đầu của Kidola cải tạo thành. Thông qua hệ thống điều khiển, kết nối suy nghĩ của con người với Kidola, rồi lại thông qua Kidola để điều khiển Godzilla đồng bộ hóa ý thức con người. Còn bộ não điều khiển cỗ máy Godzilla chính là nhà khoa học Sonoji. Hóa ra đây mới chính là mấu chốt vấn đề Godzilla gây rối loạn. Qua cuộc nói chuyện của lãnh đạo tổ chức A và nhà khoa học Sonoji, chúng ta biết được rằng cỗ máy Godzilla hiện tại vẫn thiếu một nguồn năng lượng, và năng lượng này chỉ tồn tại ở không gian giữa lòng đất. Vì nhiệm vụ lấy năng lượng trong không gian trung tâm của trái đất đã được giao cho con gái của thủ lĩnh tổ chức A hoàn thành. Hóa ra tất cả những điều này là âm mưu của tổ chức A. Bọn họ lợi dụng Pico và King Kong thâm nhập vào lòng đất, không phải vì chứng thực lý thuyết gì cả mà muốn lợi dụng nguồn năng lượng vô hạn. King Kong kế thừa lại chiếc rìu quyền năng mà tổ tiên để lại, đặt trên các rãnh nơi năng lượng được thu thập. Bỗng chốc chiếc rìu quyền năng phát ra ánh sáng năng lượng, nguồn năng lượng bên trong huyệt động cứ thế thu vào chiếc rìu. Lúc này Mai A và người của tổ chức A cũng đã chú ý đến nguồn năng lượng thần kỳ đó, ngay lập tức ra lệnh cho cấp dưới phải giành được nó và phải nhanh chóng đem nguồn năng lượng đó về Hồng Kông. Godzilla đã cảm nhận được nguồn năng lượng tiềm tàng trong lòng đất, phát ra hơi thở nguyên tử tại gần Hồng Kông, cố gắng cắt đứt nguồn năng lượng bất tận đó. Hơi thở nguyên tử cứ thế xuyên qua bề mặt phóng thẳng vào lòng trái đất, khiến cho môi trường sống của King Kong bắt đầu bị nứt toác. Ngai vàng, thánh điện của bộ tộc đã sụp đổ trong chớp mắt. King Kong vô cùng giận dữ, hướng theo con đường mà hơi thở nguyên tử hình thành nên. Dưới sự chỉ huy của Pico, những người còn sống sót theo bước của King Kong trở lại mặt đất, bắt đầu trả thù phía Godzilla. King Kong tức giận vung chiếc rìu quyền năng lên, cứ thế lao về phía Godzilla mà chém xuống. Godzilla cũng đã phản kích lại, không ngừng phun hơi thở nguyên tử về phía King Kong. Khi chiếc rìu quyền năng và hơi thở nguyên tử đẩy dần về phía nhau, đã xảy ra một vụ nổ lớn. Vì cú chấn động này đã khiến cho Godzilla ngất đi, King Kong tạm thời đã giành thắng lợi. Nhưng chẳng bao lâu sau, quái thú Godzilla đã khôi phục lại, một lần nữa lại lao đến vật lộn với King Kong. Lần này thì Godzilla đã không dành chút thể diện nào cho King Kong, trực tiếp đè lên người của nó. King Kong lấy toàn bộ sức lực còn lại muốn phản kích, nhưng sức mạnh vẫn có sự chênh lệch. Godzilla lần nữa lại khống chế được King Kong. Cỗ máy Godzilla sau khi nhận được nguồn sức mạnh, sau khi nạp đầy năng lượng, nhà khoa học Sonoji đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Loài người đã hoàn toàn không thể kiểm soát nguồn năng lượng vùng mạnh này nữa. Nhưng người lãnh đạo hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến lời nói của Sonoji, cố tình kích hoạt sử dụng cỗ máy Godzilla. Không ngờ những điều khủng khiếp đã xảy đến. Suy nghĩ của Kidola đã thay thế suy nghĩ của con người, sau đó đã thao túng cỗ máy Godzilla. Nhà khoa học Sonoji chết ngay trên bệ điều khiển. Người lãnh đạo lúc này mới ý thức được nguy hiểm, nhưng cũng đã muộn. Cỗ máy Godzilla phút chốc đã hủy hoại toàn bộ cứ địa. Rồi như thế cỗ máy Godzilla cũng tham gia vào trận chiến. Nó không hề do dự. Vào lúc Godzilla chưa kịp hồi phục, bỗng nhiên từ phía trong núi nổ tung, hướng về phía của Godzilla, tất cả mọi thứ đều trở nên hoang tàn. Godzilla lúc trước từng chiến đấu vất vả với King Kong, giờ lại phải đối diện với cỗ máy Godzilla nên đã gần như hết sức trở tay, bị cỗ máy Godzilla đánh cho một trận như tử. Vào lúc nguy cấp, King Kong thân mang trọng thương một lần nữa thức tỉnh, giúp cho Godzilla đã thoát chết trong gang tấc. Cỗ máy Godzilla xuất hiện đã khiến cho King Kong và Godzilla đã cùng chung chiến tuyến, cùng bắt tay tiêu diệt kẻ địch. Nhưng sau một hồi vật lộn chiến đấu, hai anh em dù đã bắt tay hợp tác, vẫn không thể dễ dàng đối phó với cỗ máy Godzilla. Godzilla đã bị đốn ngã, King Kong cũng đang cận kề nguy hiểm. Vào thời điểm quan trọng, Madison và anh da đen đã đổ rượu vào hệ thống máy tính trong cứ địa gây ra hiện tượng đoản mạch. Hai tay từng dũng mãnh cùng quyết định chung tay xuất chiêu cuối cùng. Godzilla không ngừng phun ra hơi thở nguyên tử hướng về chiếc rìu quyền năng của King Kong. Chiếc rìu quyền năng cộng thêm năng lượng của hơi thở nguyên tử, sức công phá lập tức bùng nổ. Chỉ thấy King Kong vung chiếc rìu siêu cấp, tặng cho cỗ máy Godzilla một cú tấn công sấm sét cuối cùng. Đại chiến kết thúc, Godzilla và King Kong đã bắt tay hợp tác đánh bại được cỗ máy Godzilla. Godzilla và King Kong nhìn thẳng về phía nhau. Hai tên khổng lồ tai từng dường như nhìn nhau vẫn chưa khuất phục. King Kong cố tình tiếp tục tỏ ý muốn khiêu chiến Godzilla. Nhưng Godzilla sau khi nhìn thẳng vào King Kong, đã chọn lựa không thèm để ý đến nó nữa, rồi cứ thế bỏ đi biến mất vào lòng biển sâu.